xôn xao thông tin ấn nút xả bồn cầu trên máy bay bị hút lòi ruột, nam tiếp viên lên tiếng đính chính. Theo đó, trên TikTok mới đây xuất hiện một người dùng chia sẻ rằng nếu đi máy bay không cẩn thận khi xả bồn cầu thì rất có thể bị hút dính người vào toilet, thậm chí là lòi cả ruột ra ngoài vì lực hút cực mạnh của nó. Cụ thể, cô gái chia sẻ, mình có đọc được một bài báo viết rằng một người đàn ông khi đi vệ sinh trên máy bay, trong khi vẫn đang ngồi trên bồn cầu và ấn nút xả, nên người này đã bị hút dính vào chiếc bồn cầu và phải nhờ nhân viên trên máy bay giải cứu. Đồng thời, cô gái khuyên mọi người trước khi ấn nút xả phải đứng dậy ra khỏi bồn cầu để tránh trường hợp tương tự. Thông tin sau khi xuất hiện đã làm nhiều người hoang mang tột độ và nhận về vô vàn lượt quan tâm trên mạng xã hội. Ngay lập tức, một nam tiếp viên trong ngành đã lên tiếng đính chính, bác bỏ những thông tin trên là sai sự thật. Nhấn xả bồn cầu trên máy bay có thể bị hút cả ruột ra ngoài. Có thiệt là như vậy không? Hôm nay mình sẽ chứng minh cho anh em thấy luôn. Chuyện là hôm qua mình xem được clip của một bạn TikToker, không rõ là bạn lấy thông tin ở đâu, nhưng bạn đã khiến cho người xem sợ tột lùn. À không, tột cùng. Nếu vừa ngồi vừa bấm nút xả bồn cầu trên máy bay thì có khả năng bị hút cả ruột ra ngoài. Rồi bạn đưa ra khuyến cáo là nên đứng dậy, thậm chí đậy cả nắp bồn cầu trước khi xả. Điều này mình thấy không hợp lý. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ về nguyên lý hoạt động của hệ thống xả thải trên máy bay cho anh em nắm nha. Ở mặt đất, khi anh em bấm nút xả thì một cái bơm chân không sẽ hoạt động tạo độ chân áp để hút chất thải về bồn chứa. Còn ở trên trời thì chênh lệch áp suất giữa môi trường bên ngoài và bên trong cabin sẽ thực hiện việc này. Điều đó có nghĩa đúng thật là chất thải sẽ bị hút, nhưng đến độ mà hút dính cả người hoặc lòi ruột ra ngoài thì siêu khó. Bởi vì khi đó cái bàn tọa của bạn và cái bàn cầu của máy bay phải khít khìn khít với nhau, không được có một khe hở nào cả, mà nếu vậy thì làm sao đi vệ sinh được. Còn bây giờ thì mình sẽ thử luôn cho anh em thấy nha. Bước 1, mở nắp bồn cầu. Bước 2, nếu có giấy hoặc dị vật thì anh em nhớ bỏ vào thùng rác nhé. Bước 3, ngồi xuống và bấm nút xả. Đó, có cái gì xảy ra đâu. Anh em đi máy bay cứ thoải mái vừa ngồi vừa bấm nha. Cụ thể, nam tiếp viên cho rằng việc người đàn ông đi vệ sinh bị hút lòi ruột phải nhờ nhân viên giải cứu là tin giả trên báo lá cải và không hề có chuyện nếu ngồi trên bồn cầu máy bay và ấn nút xả thì sẽ bị hút dính vào như thông tin trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.